Xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình Cười Là Thua. Chưa kịp nói. Con Chí, con là Chí, là Chí Tuệ, chứ không phải Chí Phèo, mà đừng làm mặt lì với cô nha. Xe này có máy không? Tại sao không có cái máy? Xe đạp sao có máy chứ? Thì tao vừa sửa xe gắn máy rồi, có cái máy tao mới sửa. Sao? Cái gì? Anh mới mua thuốc mọc tóc hả? Sao tóc mọc đi trơn vậy Tụng? Hôm qua em đi diễn, diễn xong rồi em mới đi về cho em chơi đi Halloween. Hiểu không? À, rồi tối qua em nhậu đâu vậy? Cười không cười, xiết cổ tôi chánh à. Quá. Nhìn là đàn ông mà không có tóc á, mà đội băng đôi vô.